Ê bé bé, đi mình hả? Rảnh ông chụp cho vài bộ hình nè bé. Ok là. Anh là photographer chuyên nghiệp, anh sẽ chụp cho em vài bộ tấm nu trong đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn xem một vòng khu vực này các bạn, như khu du lịch luôn nè. Quá trời đông luôn các bạn. Thấy kinh khủng không? Đây lần đầu tiên mình đến đây, nãy vô thấy cũng bất ngờ luôn các bạn. Ủa sao mà đông dữ vậy? Vì chỗ đâu mà chụp các bạn. Đây. Kìa, bên kia hồ kìa. Quá trời, ok, thôi đi tiếp thôi. Tiếp vô thôi, áo dài đi. Kìa, công chúa hoàng hậu bên kia kìa. Hỏi mặt áo gì? Công chúa hoàng hậu. Heo vậy, mẫu hậu. Đâu? Đâu ta? Đây, để chuyển cam lại cho các bạn xem chứ kìa. Đó. Thấy không? Quá trời đông rồi các bạn. Ở đây cho mấy cấp mà. Vô đây đóng phim MV rồi cũng được nha các bạn, phim cổ trang MV là được nha. Giờ đi kiếm chỗ thuê áo dài. Rồi thêm đi. Vô đây có không khí Tết hẳn luôn á các bạn. Ai cũng mặc áo dài giống như đi du xuân hết trơn. Được á. Này mà ai mà ở gần đây ăn Tết vào đây, dẫn gia đình vào đây chụp hình thay áo dài cũng vui các bạn. Cũng là cũng có thể là một địa điểm để chơi Tết ha. Đi kìa phải không? Hỏi nè. Cảm ơn chị. Vô đây ai cũng mặc áo dài chứ các bạn. Vô. Quá đẹp luôn. Người ta gọi là. Rồi đúng rồi, đây. Đây, chỗ thay áo dài đây. Phải không? Đúng rồi, chứ mấy kiểu bông rộng nè. Anh thấy em mặc rộng rộng nữa. Bông rộng đẹp không? Mặc ôm nhìn nó kiểu truyền thống rộng đẹp hơn. Trend hơn. Cái này xinh hơn cái bà. Đây. Có màu một là màu coi con dòng đi, cứ màu nu hay là màu nu gấm mà gòn vàng kìa, đẹp đây. Trong lúc chờ đợi tụi nó về giờ xếp má lên đây, mấy cái đồ chơi nhẹ nhẹ thôi. Con gái vô mày cũng không biết nó của nó nha, rồi nó ra.
vậy đó, nó viết đó, 1 triệu mấy của nó đó. Để em giữ, để em giữ, em giữ. Giờ máy cân rồi lên sao em nói calibrate đó lại trước khi quay thôi. Rồi xong 100%, xong nha, không cần phơm. Từ hôm nay mình sẽ quay áo dài, mình để xem nó cái pin nó xài được bao lâu nha các bạn. 94% để xem cái pin nó cân cái con này được bao lâu. Thì kinh nghiệm mình mấy lần trước mình xài thì khi cân 16-35 thì nó sẽ pin nó sẽ lâu hơn, cái gimbal nó gồng ít hơn. Con này 24-70 nó sẽ nặng hơn nên chắc pin sẽ không được lâu. Để mình xem coi mình suốt được mấy tiếng nha các bạn. Ok, giờ trong lúc chờ đợi bạn nữ kia thay đồ thử đồ thì mình ở đây mình sẽ setup máy sẵn, giờ chờ bạn chọn đồ xong ra thì mình chiến thôi. Ok, let's go. Ờ, cái đầu đó, cái đó tối không đẩy, cái sáng là đẹp hơn. Không, cái cũ đi, cái cũ này là hợp bạc hơn. Cái nãy có cái cũ hồng. Hồng thì nó đẹp. Còn bạc cũng được. Còn bạc cũng đẹp. Hồng đi. Ờ, này hợp hơn nè, nhìn xa xa giống giống màu nha. Đợi làm lâu rồi các bạn ơi. Giờ ra kiếm chỗ mua cà phê uống cho tỉnh táo cho sức làm rồi. Thôi trời, được cái cà phê này xem. Muốn dở quá, cà phê đây uống rồi. Cô bé này đã xong. Bị uống thử cà phê không? Đó, cái uống cho có sức hồi diễn. Rồi đi ra đi. Như Milo thôi, đâu có sữa cà phê gì đâu. Rồi đi. Giờ đi thẳng ra ngoài đầu đi vô từ từ ha. Rồi chuẩn bị một ngày vất vả bắt đầu thôi. Tay sắt nách men. Đó, ekip nổi tiếng thì phải có trợ lý này, không có trợ lý tự xử hết nha các bạn. À, mặc đồ nhìn đẹp đấy chứ. Bây giờ truyền thống là xưa rồi, mặc anh, nhìn vậy đó. Cầm 3 bộ nhưng mà em thử đúng 1 bộ thôi. Bộ này đẹp nhất rồi nè, thấy không? Cái bộ kia không có chỗ để thử đồ. Thấy các bạn. Cái bộ này nó hắt cơ thể bạn nhiều lắm nè, mặc vô là nhìn nó ốm ốm lên liền. Đó, có ngực không ngực thì mặc vô vẫn đẹp nha. Mong không mong vô cũng đẹp tại vì cái này nó tôn cái bộ đồ lên. Rất trend nha các bạn. Mấy bộ phim gần đây như là Người Vợ Cuối hay là Vợ Ba gì đó cũng mặc vào này. Cái bộ đầu này từ năm rồi là nó đã trend rồi nè. Đó đúng rồi, đây cái cổng này các bạn. Thôi kiếm chỗ tác nghiệp thôi chứ quay. Con tay cầm điện thoại, tay cầm máy quay nặng quá. Kiếm chỗ nào đẹp đẹp tác nghiệp thôi. Rộng lắm nha các bạn. Rộng này hôm nay trời âm u nên cũng đỡ nóng xíu nè. Nhưng mà lên hình thì nó sẽ không được trong thôi. Cũng được, em đi từ trong đi ra. Trong ra chỗ bên họp nha. Chỗ bên đây đi. Đi đây nhìn xung quanh. Xong. Đi nè. Ừ, đi bên đây đi nè, mẹ về nhà ăn cơm nè. Chị vậy nha. Má cha đi chạy cơm nhà. Làm rồi 3, 2, 1 đi. Làm khùng làm đi gì nãy giờ. Từ từ thôi, đúng rồi. Sáng đi giờ. Đúng rồi. Mày chụp chân hả? Không biết đường về nhà luôn rồi đó. Rồi, máy đi vô lần tới nhìn máy em biết nữa rồi. Nhìn xuống đó đi. Từ từ rồi, quay qua nhìn cái máy cười. Đúng rồi. Đây.
Ok, thì sau gần 2 tiếng mình chụp quay các kiểu thì pin nó còn 63% nha các bạn. Tức là nó hao hụt gần 30% nha các bạn, 30% pin của con mini. Để xem cái máy ảnh này tốn bao nhiêu phần trăm nha, 44%. Ronin này pin ok hơn cái con máy quay này. Chắc do máy quay mình kết nối wifi nên nó sẽ hao pin, nhưng mà wifi bluetooth để điều khiển bằng kết nối với này thì pin của máy ảnh nó sẽ hao nhiều hơn. Mình nghĩ là vậy. Thì sau gần 2 tiếng chụp chẹt các kiểu thì vô đây uống nước nghỉ ngơi xíu các bạn. Mà xem lại ảnh lúc nãy đây, ngay chỗ đây khá là rộng các bạn, mỗi nơi đều có những cái khu cho ekip ngồi nghỉ ngơi, make up này kia, rồi có thể uống nước, chú nắng một xíu, chú nắng chú mưa để chiến tiếp thôi. Hình như 3:30 là phải trả trang phục rồi phải không Nhi? 3:30 phải trang phục. Ok, vậy mình tranh thủ mình uống vài ly nước xong rồi mình đi làm tiếp cho tầm 3:15 ra trả đồ. Ok, là xong một ngày, kết thúc tại đây. Đây là hai, tại mình vô trễ nên phải trả trước 3:30, nếu mình vô buổi sáng thì mình xài được nhiều hơn phải không? Đúng rồi. Ok, ok, ok các bạn đi cái này, đi tranh thủ đi sớm các bạn. Tại phải trả đồ trước 3:30 nên đi sớm các bạn sẽ lợi hơn. Tranh thủ dịp Tết này anh em nào rảnh cứ vô đây làm bộ hình cho người thân, cho người yêu, cho ba mẹ, cho con cháu nha. Ok, bye bye. Giờ là 3:00 các bạn. 3:15, 3:30 gì đó phải trả trang phục cho người ta nên còn một xíu mình tranh thủ đi cũng giáp dòng bảo tàng áo dài các bạn, giáp dòng rồi trở về điểm xuất phát hồi sáng ở đây nè. Nói chung ở đây một chỗ cũng khá là thú vị các bạn, rất nhiều xung quanh, rất nhiều ekip ai cũng vô đây chụp hình áo dài, đa số là mặc áo dài nữa các bạn. Đi đâu góc nào cũng thấy màu sắc áo dài nữa các bạn. Ok, giá vé thì 50k cũng được. Nếu các bạn ngại xa thì các bạn có thể đi taxi, đi Grab, đi này thì kia cũng được. Nhưng mà mình sáng mình thấy lộ trình đi là 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà mình chạy thấy cũng không nổi quá lâu đâu các bạn. Không có máy ảnh thì đem điện thoại cũng được, ra ngồi chơi, uống cà phê, ngắm gái, ngắm này kia cũng đỡ buồn các bạn, cũng sẽ stress được. Trở về với thiên nhiên, đây xung quanh đây có con gái kế bên đây ngắm nè. Hoặc là sau đây nữa các bạn, đó nguyên vàng idol top top sao kìa đó. Sao xem hình sao? Ok không? Thế đi mệt không? Bị phòng chân nè. Bị phòng chân, bị thê cái đôi guốc á. Phòng chân nè, đi nhiều nè. Từ lâu lâu làm nô tì mang chân không quen rồi phải không? Hôm nay được làm con chúa guốc. Mang guốc có quen đâu. Phòng chân không quen phải không? Hình đẹp không? Đẹp. Video đẹp không? Đẹp. Rồi có trả tiền không? Không. Chơi gì bốt phốt nha, phốt tên nha các bạn. Các bạn né cô gái này ra các bạn. Dụ người ta xuống tới đây chạy xe cả tiếng đồng hồ, dụ dỗ người ta xuống tới đây chụp hình quay phim đã khác đẹp mà không trả tiền. Phốt chỗ này. Thôi dài đi em chụp lại cho anh. Anh giờ em thuê bộ mới để tính giờ tiếp theo. Ủa vậy sao? Đúng rồi. Ủa chứ không phải là 3:00 app ấy là không cho nữa sao? Để xem coi sao. Bộ dài đi em chụp chứ. A few moments later.